Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là ngã tư Nguyễn Thị Nghĩa và Lê Lai, và thẳng hướng Nguyễn Thị Nghĩa chúng ta sẽ đi về cầu Ông Lãnh, chợ Cầu Muối. Và nhìn xéo xéo ở đây chúng ta thấy đó là công viên 23 tháng 9, một góc công viên 39 hả, nơi đó có chợ ẩm thực với lòng đất. Và theo trục hướng này đó là đường Lê Lai thẳng hướng đến chợ Thái Bình và nhà thờ Nguyễn Sĩ và bùng binh ngã 6 Phù Đổng bên hướng này. Nơi đó có đường Phạm Hồng Thái, Lý Tự Trọng, rồi Cách Mạng Tháng 8, Lê Thị Riêng, Nguyễn Trãi. Và hôm nay tiếp tục dạo phố Sài Gòn cùng bà nội, dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang ở con đường Lê Lai này và đi đến chợ Bến Thành. Sẵn dẫn nị bà nội của bạn Đồng, rồi bạn Đồng nhỏ, chúng ta cùng đi một vòng đây. Vậy à, kiếm gì vậy? Hai bà cháu. Của hai bà cháu dắt đường sao cũng lâu rồi. Đây Đồng và bà nội đây. Mời cô chú anh chị tiếp tục lang thang đi, mình đi chợ Bến Thành đi. Bữa nay mình ra chợ Bến Thành xem không khí ngoài chợ Bến Thành ra sao. Sẵn dẫn bà nội đi chơi luôn. Đó giờ chú quê đâu có biết Sài Gòn gì nhiều đâu. Ở đây cũng có quán San Phu Lâu. Ở đây bán hầu như là 24/24 luôn á. Giờ nào cũng có. Ở ngay tòa nhà AB Tour ngay góc Lê Lai và Nguyễn Thị Nghĩa, kế bên khách sạn New World. Chúng ta đang đi trên lề đường New World, lề đường Lê Lai. Nãy đi KFC xong rồi, giờ còn sớm, mình đi dạo một vòng. Đi đâu rồi Đồng? Chợ Bến Thành nè. Giờ bạn Đồng rành Sài Gòn lắm rồi. Chúng ta nhìn bên kia là công viên 23 tháng 9, khu vực A, khu vực B bên kia là trạm xe buýt đó. Vài bữa nữa thôi thì nơi đây sẽ đông đúc, tấp nập bởi những hàng hoa, chợ hoa. Chúng ta sẽ đi qua phía dưới cái đường phía dưới khách sạn New World. Mình qua bên kia đường Nguyễn An Ninh luôn. Nó đi thẳng bên kia. Không, đi ngang. Nó đâu có đường. Đi trên lề đường có sao đâu. Đó, khách sạn New World nè. Cái gì? Đây. Chúng ta qua đây là đường Phạm Hồng Thái. Chúng ta nhìn ở đây đường Phạm Hồng Thái nè, thẳng hướng này là ngã 6 Phù Đổng. Sẽ đẳng kìa, đẳng kìa. Ở đây cũng có mấy khách sạn. Khách sạn Ca Thai nè, Ca Thai Blind, rồi Paradise Sài Gòn Hotel nè.
đi thẳng ở đây là chúng ta sẽ đi ra đường Lê Lai đó. Nhưng mà chúng ta không có đi qua Lê Lai mà mình sẽ đi qua đường Nguyễn An Ninh ha, để mình bắt đầu đi đường Nguyễn An Ninh rồi đi mình một vòng chợ Bến Thành để mình xem cái khung cảnh chợ Bến Thành những ngày giáp Tết cuối năm như thế nào. Sẵn cập nhật cho anh chị các bạn xem chơi cho vui, rồi dẫn bà nội đi tham quan cho biết luôn. Nè bạn đầu nhỏ được đi nè, đi quẹo phải. Ôi nè không biết đường đây luôn ơi. Thấy đây sao mà bình thường thôi, đâu đi đâu sang trọng. Nhà cao vậy đó. Mấy tòa nhà hết rồi. Khách sạn 5 sao, khách sạn 5 sao. À, mình vô đây là khách sạn New World. Đó. Thấy là lạ mắt không? Còn đi nước ngoài lạ mắt hơn nữa. Ồ, đây có cái xe này đẹp. Xe Toyota model này mới nè. Alpha. Phía chúng ta đó là đường Trương Định, Trương Định Phạm Hồng Thái. Đây qua đường. Đông đâu rồi? Đông đâu rồi? Dễ. Đông đâu làm gì đông? Đi đâu à? À không nhìn nữa. À chúng ta đang ở đây là đường Nguyễn An Ninh. Khu này bán rất nhiều đồ của đạo Hồi. Cô đứa gì? À, con đường này là bán nhiều đồ của đạo Hồi á, khăn trùm đầu rồi đó, đồ ăn nữa. Chợ này bữa nay thứ ba nên chợ không có đông cho lắm. Hả? Nó nói gì? Mua gì? Đâu? Đâu để cô lại coi. Đứng giữa đường nè. À. Xoài. Xe xoài.
Xoài tiếng Anh nói sao? Đâu để chẳng thôi. Mình cô không muốn mua cái gì. Hơi cô có coi chuẩn bị chém á nha. Này nhiều vậy? 50 nhiều. Ủng hộ chị đi. Ủng hộ cho vui mà. Đây bà bỏ vỏ cho. Bà bóc cho nha. À, à nè cầm đi. Nè nè nè, con cầm thôi, con cầm thôi. Ừ. Ngoài đường là mi không có lụm đâu, mi bỏ luôn á. À, chúng ta tiếp tục ha. Áo áo thun căng chùm đầu. À, con đường này nổi tiếng về khăn. À, lớp ăn lớp đem về nữa nè. Lớp ăn lớp đem về nữa. Sài Gòn bây giờ là hơn 8 giờ. Lần đầu tiên mẹ đi chợ này đúng không? Chợ. Mai bà nội ở đây dẫn bà nội ra phố đi bộ. Làm hướng dẫn viên du lịch cho một phái đoàn ở dưới quê lên. Hả? Đi chơi cho vui hả? Phố đi bộ cho vui. À, phố đi bộ cho vui hả? Thôi đây là phố đi bộ mà nó lần nào đi ngang đây cũng nhìn cái nhà cổ này nè. Kiến trúc rất là đẹp. Do ngày tháng qua thời gian thì nó phai màu. À, có lẽ ngày xưa là một cơ quan gì của chế độ ngày xưa đệ nhị cộng hòa và đệ nhất cộng hòa. À, chúng ta đang mặt đây là cửa Tây chợ Bến Thành. À, khu này cũng đi bộ nè. Anh nè. À, đi vòng qua đây. À, thẳng hướng này mình sẽ đi ra Lê Lai nè, quảng công trường Quách Thị Trang nè. Ở đây thì cũng bình thường ha. Ở đi bên đây cũng được. Bữa nay thì chợ không đông cho lắm. Đầu tuần vẫn chưa có không khí Noel ha. Rồi nó đòi tới rồi đó. Bạn đồng đang đòi đi phố đi bộ nữa.
dạ. Đi qua đây coi có gì uống không? Đi qua đây coi có gì uống không? Qua đây coi có gì uống không? Đi qua đây coi có gì uống không? Ở đây người ta bán chợ buổi tối không à, nên thành ra gọi là chợ đêm á, bán cho du khách. Ở đây thì quần xin túi sách dây nịt bóp, còn này là đồ thủ công mỹ nghệ. Và đây là đường Lê Thánh Tôn. Vàng thì sầu riêng. Em biết răng rồi. Ở bên đây bán trái cây rồi lại đồ lưu niệm. Gần á, bỏ vô can. Hoa. Đã buồn ngủ chưa mà? Buồn ngủ chưa? Anh Duy ơi, ngủ sớm giờ này còn đi lang thang. Về nó không chịu nè. Phố đi bộ cho nó chơi cái con quay quay nãy á. Cái con đó phải chơi ngoài đó. Nước mía. Thank you.
bên đây là đường Tạ Thu Thâu ngày xưa, Phan Bội Châu ngày nay. Rồi một số hình ảnh ở chợ Bến Thành gửi các anh chị và các bạn, chúng ta cùng ngắm lại một ngôi chợ. Nhưng mà hôm nay đầu tuần nữa mình thấy chợ cũng không đông cho lắm. Giờ bạn đồng nhỏ tiếp tục đòi đi bộ ra Nguyễn Huệ nữa rồi. Và chúng ta sẽ tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Chúc các anh chị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Đây là khách sạn Anh và Em Hotel.